Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đẹp rạng ngời theo phong cách châu Âu trong thánh lễ hôn phối. Mới đây, ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái lâu năm Huỳnh Khánh Vy vừa tổ chức thánh lễ hôn phối theo nghi thức Công giáo tại nhà thờ xứ Vạn Phần, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Được biết, sau hơn 6 năm bên nhau, Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái kém 4 tuổi Khánh Vy chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày hôm nay 17 tháng 4. Do muốn có không gian ấm cúng bên gia đình nên cả hai quyết định tổ chức lễ cưới tại quê nhà Nghệ An trước, sau đó mới làm lễ tại thành phố Hồ Chí Minh để mời bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Xuất hiện tại thánh lễ, chú rể Phan Mạnh Quỳnh diện trên mình bộ siêu đen lịch lãm, còn Khánh Vy chọn cho mình chiếc áo dài trắng với thiết kế tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nổi bật. Nhà thiết kế Linh Nga nói bộ váy lấy cảm hứng từ họa tiết của phong cách bazo que xa hoa, lộng lẫy châu Âu. Để thể hiện tinh thần của phong cách này, nhà thiết kế Linh Nga đã sử dụng và đính kết thủ công 8.000 viên đá xỉ Swarovski, kết hợp cùng gen hoa 3D Pháp và ngọc trai bờ Zeciosa cao cấp, có ánh trắng Ivory bắt sáng tốt, tạo nên các dải đối xứng ở ngực áo, làm điểm nhấn cho bộ cánh. Áo dài sử dụng corset dựng gọng siết eo, giúp thu nhỏ vòng eo cô dâu chỉ còn 58cm. Linh Nga ưu tiên chọn loại vải thoáng mát, mỏng nhẹ như gen phối von dệt kim sa cao cấp. Nhà thiết kế khéo léo khi lồng ghép 4 lớp vải tạo nên sự thướt tha cho cô dâu của Phan Mạnh Quỳnh khi làm lễ tại nhà thờ. Phần đuôi váy với độ dài vừa phải, điểm xuyết họa tiết ba do que ở đuôi. Thánh lễ diễn ra trong không khí trang trọng, tôn nghiêm dưới sự điều khiển nghi thức của cha xứ. Phan Mạnh Quỳnh đọc lời thề, còn Khánh Vy làm lễ nhập đạo theo nghi thức Công giáo. Trước đó, để kết hôn với Mạnh Quỳnh, Khánh Vy từng trải qua khóa học giáo lý hôn nhân. Theo thông báo từ phía gia đình, lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra ở ba nơi là Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Tại Nghệ An, gia đình Phan Mạnh Quỳnh mời 700 khách và chuẩn bị 70 mâm cỗ. Vào trưa nay ngày 17 tháng 4, lễ cưới của cặp đôi chính thức diễn ra ở khuôn viên ngoài trời thuộc nhà thờ xứ Vạn Phần. Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn Khánh Vy từ năm 2018, cặp đôi từng hoãn cưới 2 lần. Lần đầu, họ dự định làm đám cưới ngày 1 tháng 12 năm 2019 nhưng phải hoãn lại vì chưa học xong lớp giáo lý của đạo Công giáo. Lần thứ hai, họ định cưới vào mùa hè 2020 nhưng phải hoãn vì Covid-19. Cả hai công khai tình cảm năm 2015. Họ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. Bạn gái của Mạnh Quỳnh kinh doanh online, làm mẫu ảnh, đóng phim sitcom và MV. Cô từng thi The Face mùa 2 nhưng bị loại sớm. Yêu nhau 5 năm, Khánh Vy được bạn trai chiều chuộng. Trong những ngày đầu năm 2020, cô từng khoe ảnh đến nhà bạn trao chúc Tết và được anh lì xì số tiền 123.456.789 đồng. Theo Hot Girl 9X, con số phong thủy này được giọng ca có chàng trai viết lên cây lựa chọn để mừng tuổi cô hàng năm. Hồi tháng 8 năm ngoái, cô được bạn trai tặng xe Mercedes-Benz C300 AMG có giá 2 tỷ đồng. Về phía Phan Mạnh Quỳnh, anh chàng cũng tỏ ra cực kỳ hài hước khi không ít lần trêu vợ sắp cưới của mình trên mạng xã hội. Khi bạn gái Khánh Vy ngỏ ý muốn tham gia một chương trình hẹn hò, chàng nhạc sĩ mắt biếc liền đáp lại cực kỳ lầy lội. Ok, làm hồ sơ rồi gửi về trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình, bà biên tập số 8 Lương Triều Vĩ, quận Bình Bình. Hành động của Phan Mạnh Quỳnh lúc đó đã nhận được sự thích thú của dân mạng. Trước đó vào năm 2018, nam nhạc sĩ đã có màn cầu hôn bạn gái vô cùng giản dị nhưng không kém phần lãng mạn trên biển. Theo đó, giọng ca vợ người ta bắt đầu màn cầu hôn đầy bất ngờ bằng cách vừa chơi đàn guitar vừa hát ngẫu hứng Lý Qua Cầu.